Rất vui lại được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay của Linh Kiện Store. Hôm nay mình sẽ làm một clip review về thiết bị định vị. Và sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là thiết bị định vị ghi âm từ xa GF07. Vì sao mình lại chọn GF07 để giới thiệu cho các bạn? Và GF07 có những tính năng gì có thể giúp ích cho các bạn trong những trường hợp nào? Thì hãy cùng mình xem tiếp phần sau nha. Thì đầu tiên mình sẽ nói một chút về thiết kế bên ngoài cũng như là những tính năng mà GF07 có thể mang lại cho bạn. Đầu tiên về thiết kế bên ngoài của GF07 thì với thiết kế siêu nhỏ chỉ dài có 3,5cm thì thiết bị định vị ghi âm từ xa GF07 này có khả năng đảm nhiệm luôn chức năng của một thiết bị nghe lén ngụy trang. Bạn chỉ cần khéo léo giấu nó tại một nơi nào đó trong nhà, hoặc là gắn trực tiếp trong ba lô, hoặc là gắn vào chùm chìa khóa của các bạn, thì các bạn có thể theo dõi vị trí cũng như là nghe được những âm thanh xung quanh GF07 này. Tiếp theo, một điểm mà GF07 đang ngày càng được ưa chọn đó chính là nó được trang bị công nghệ pin thế hệ mới Lion. Thì việc trang bị công nghệ pin thế hệ mới này giúp nó nâng cao hiệu suất cũng như là thời gian sử dụng. Thì hiện tại nhà sản xuất trang bị cho GF07 pin dung lượng là 400mAh, các bạn có thể sử dụng liên tục 4-6 giờ. Tuy nhiên nếu ở chế độ chờ thì con số đó lên đến là 12 ngày. Và nếu như các bạn sử dụng tính năng ghi âm cũng như là thoại liên tục thì thời gian sử dụng của nó là 2,5-3 giờ. Đây là một điểm cộng thực sự của GF07. Thêm một điểm nữa là GF07 hoạt động dựa trên hệ thống định vị GPS toàn cầu. Nó sẽ tích hợp khả năng gửi lại thông tin vị trí của đối tượng dựa trên bản đồ của Google, nên là những số liệu định vị của nó sẽ vô cùng chính xác. Tiếp đến, nó được tích hợp khả năng lưu trữ bằng thẻ nhớ ngoài microSD dung lượng lên đến 16GB, hoạt động cực ổn trong nhiệt độ từ -20°C đến 55°C, và dĩ nhiên nó có thể hoạt động trơn tru ngay cả trong môi trường nước. Rồi, đó là sơ qua về thiết kế bên ngoài cũng như là những cái tính năng mà nhà sản xuất trang bị cho GF07. Vậy thì bạn có thể sử dụng GF07 trong những trường hợp nào? Mình sẽ điểm sơ qua một vài trường hợp cho các bạn nha. Đầu tiên, các bạn có thể sử dụng GF07 để có thể theo dõi quản lý con cái của mình. Các bạn có thể gắn GF07 này vào ba lô của con để các bạn có thể dễ dàng biết vị trí của con đang ở đâu, cũng như là các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc là nghe lại những cái âm thanh, những cái cuộc trò chuyện xảy ra xung quanh con, xảy ra ở những nơi mà con đến. Trường hợp thứ hai, các bạn có thể sử dụng để giám sát, quản lý, định vị phương tiện của mình, ví dụ như là xe máy này hoặc là ô tô này. Như mình đã nói ở phần trước thì GF07 được thiết kế rất là nhỏ, chỉ dài có 3,5cm, nên là các bạn có thể dễ dàng gắn vào xe máy hoặc là gắn vào ô tô mà rất khó bị phát hiện. Điều đó giúp bạn có thể dễ dàng quản lý phương tiện của mình. Trường hợp thứ ba mà các bạn có thể sử dụng GF07 đó là các bạn có thể sử dụng làm thiết bị chống trộm và báo trộm. Cái hay của GF07 này á, là nó được trang bị một cái tính năng khi mà âm thanh xung quanh của các bạn á, vượt ngưỡng quá 40dB thì nó sẽ tự động gọi lại điện thoại của các bạn. Thì tính năng này các bạn có thể bật và tắt thông qua tin nhắn SMS rất là đơn giản. Thêm một trường hợp nữa đó là các bạn có thể xác định được vị trí của hàng hóa này, những cái thiết bị mà các bạn không thể nào trực tiếp giám sát qua camera. Ok, đó là thiết kế bên ngoài về những tính năng, về những cái trường hợp nào mà các bạn có thể sử dụng. Bây giờ mình sẽ tập hợp và hướng dẫn các bạn sử dụng GF07 này nha. Ok, đây là chiếc hộp của GF07. Ở bên trong là thiết bị định vị ghi âm từ xa GF07. Ở dưới nó sẽ có một cáp sạc, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Bây giờ thì ở đây có cáp sạc và GF07. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sạc pin cho GF07 nha. Thì để mà sạc pin cho GF07 á, thì các bạn chỉ cần cắm cái đầu nguồn này vào nguồn điện, và phần cổng micro USB này thì các bạn cắm vào phần dưới đây của GF07. Để sạc pin cho GF07 thì các bạn cắm vào như thế này. Rồi ok, xong phần sạc pin, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng GF07. Thì đầu tiên để mà sử dụng tốt GF07 á, thì mình cần các bạn chuẩn bị một vài thứ. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một thẻ nhớ microSD 16GB. Nhớ là dung lượng tối đa của GF07 được cho phép là trong 16GB đổ lại thôi nha. Tiếp theo là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một SIM 3G hoặc là SIM 4G. Nhớ là SIM này, thứ nhất là nó phải còn tiền trong tài khoản, thứ hai là nó phải được đăng ký dữ liệu mạng để mà nó thực hiện tính năng định vị, và còn tiền trong tài khoản là để nó thực hiện trả lại cái thông báo cho các bạn. Khi mà các bạn kích hoạt các cái tính năng của GF07 á, thì nó sẽ trả lại thông báo cho các bạn. Thì để trả lại thông báo cho các bạn thì nó cần phải có tiền trong tài khoản. Ok, đó là hai thứ mình cần các bạn chuẩn bị. Đầu tiên mình sẽ gắn thẻ nhớ và SIM vào GF07. Thì đây, nó có hai thanh. Một thanh ở dưới đây là thanh gắn thẻ nhớ, thanh này là để gắn thẻ SIM vào. Thì lưu ý, một lưu ý mà mình muốn các bạn phải nhớ là các bạn phải gắn thẻ nhớ vào trước SIM. Tại vì ở trong GF07 này nó có một công tắc,
mà khi các bạn gắn thẻ nhớ vào trước, nó sẽ bật thiết bị lên và nó sẽ nhận thẻ nhớ. Còn nếu như các bạn gắn SIM vào, sau đó các bạn gắn thẻ nhớ vào thì nó vẫn khởi động thiết bị lên, tuy nhiên là nó sẽ không nhận thẻ nhớ của các bạn. Các bạn lưu ý giùm mình điều này nha. Phải gắn thẻ nhớ trước khi gắn SIM vào. Rồi, mình đã gắn xong thẻ nhớ. Gắn SIM như thế nào cho đúng? Thì ở đây nó có một cái hình hiện cái chiều SIM. Các bạn chỉ cần gắn theo đúng cái chiều mà nó yêu cầu là được rồi. Để mà biết thiết bị khởi động được hay chưa, thì sau khi các bạn gắn SIM vào á, thì sau một khoảng thời gian thì ở bên trái nó sẽ sáng đèn lên như thế này. Lúc đó là thiết bị đã khởi động lên và nó đã nhận thẻ nhớ cũng như là nhận SIM của các bạn. Ok, sau thời gian chớp tắt thì nó sẽ tắt đi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng GF07 nha. Đầu tiên thì các bạn phải kích hoạt SIM trên GF07 để nó nhận SIM trên điện thoại của bạn là chủ. Thì sau khi kích hoạt, nó sẽ nhận duy nhất bạn là chủ của nó và những cái thông báo tin nhắn nó sẽ chỉ gửi riêng về cho cái số điện thoại của các bạn thôi. Để kích hoạt tính năng làm chủ thì các bạn hãy gửi đến cái số điện thoại mà các bạn đã gắn vào cái GF07 đấy, 0902698735, và cú pháp là 000. Đây là cú pháp để nó nhận SIM trên điện thoại của bạn làm chủ. Thì các bạn chờ một lúc, nó sẽ gửi về thông báo như thế này. Đây, nó đã gửi về thông báo này, nó đã thiết lập cái số điện thoại này làm chủ của mình. Tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là tính năng ghi âm, nghe lén từ xa. Thì khi các bạn kích hoạt tính năng này thì nó sẽ lưu lại những cái âm thanh xung quanh cái thiết bị này, những cái cuộc trò chuyện xung quanh cái thiết bị này, sau đó nó sẽ lưu vào thẻ nhớ thì các bạn có thể về nghe lại. Thì để kích hoạt tính năng này thì các bạn soạn 555 và gửi đến số điện thoại đó. Các bạn chờ một chút, đó, nó đã gửi về thông báo này, chế độ ghi âm đã được bắt đầu. Và một chút ở cuối clip thì mình sẽ cho chèn những cái đoạn mà nó đã ghi âm và cho các bạn cùng nghe xem là âm thanh của nó có rõ ràng và to hay không nha. Ok, thì một tính năng tiếp theo đó chính là tính năng kích hoạt tự động gọi lại khi mà có âm thanh lớn ở trong môi trường xung quanh. Thì nếu như âm thanh ở môi trường xung quanh của GF07 vượt quá ngưỡng 40 dB thì nó sẽ tự động gọi lại cho điện thoại của các bạn. Thì để kích hoạt tính năng này thì các bạn chọn cú pháp là 666 và gửi đi. Ok, đó là tính năng ghi âm nghe lén từ xa. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn kích hoạt cái tính năng mà tự động gọi lại. Thì cái tính năng này nó hoạt động dựa trên cái ngưỡng âm thanh xung quanh thiết bị của các bạn. Như mình đã nói ở phần trước thì khi mà âm thanh xung quanh của GF07 này vượt quá ngưỡng 40 dB, nó sẽ tự động gọi lại điện thoại cho các bạn. Để mà kích hoạt tính năng này á thì các bạn soạn cú pháp là 666 và gửi đi. Chờ một chút nó sẽ gửi lại thông báo. Đây, nó đã gửi lại thông báo này. Đây, thì sau khi kích hoạt cái tính năng mà tự động gọi lại á, thì nếu như mà môi trường xung quanh âm thanh vượt ngưỡng quá 40 dB, nó sẽ tự động gọi lại như thế này. Ok, đó là tính năng tự động gọi lại. Tiếp đến là tính năng mà mình nghĩ các bạn sẽ rất trông mong ở GF07, đó chính là tính năng định vị. Để kích hoạt này, tính năng này thì các bạn hãy chọn 777. Thì sau khi gửi đi, nó sẽ trả về cái đường link như thế này. Các bạn chỉ cần click vào thì các bạn đường link này là đường link để nó định vị vị trí của thiết bị đó. Thì các bạn chỉ cần click vào và các bạn biết vị trí của nó có đang ở vị trí mà các bạn muốn hay không. Và tiếp theo là một tính năng để các bạn có thể biết được cái những thông tin của về GF07. Thì các bạn hãy soạn 888 và gửi đến GF07. Soạn GF88 thì nó sẽ gửi lại cái thông báo như thế này. Là số điện thoại mà nó nhận là chủ này, là số của các bạn này, phần trăm pin hiện tại là 25%, cái bộ nhớ còn lại trong thẻ nhớ mà nó có thể lưu trữ này là 15.064 MB. Ok, đó là cái cú pháp mà để các bạn biết được phần trăm pin này, biết được những cái tính năng nào đã kích hoạt này. Thì ở đây mình đã tắt hết những cái tính năng, các bạn có thể biết là bộ nhớ các bạn có thể còn bao nhiêu dung lượng để lưu trữ này. Thì cái này nó chỉ lưu được âm thanh thôi, nên là dung lượng 16GB thì nó thật sự là nó sẽ lưu được là trong thời gian rất là dài, các bạn không cần phải lo lắng đâu. Tiếp đến là các bạn muốn, nếu như mà các bạn muốn xóa những cái file âm thanh mà các bạn đang lưu trên thẻ nhớ đó, thì các bạn hãy soạn 445 và gửi đi. Ở đây mình sẽ giữ lại file âm thanh để mà chèn vào clip cho các bạn xem, nghe xem âm thanh nó có to rõ rõ hay không, nên mình sẽ không kích hoạt cái tính năng này.
Và để khởi động lại thiết bị thì các bạn sẽ soạn 999 và gửi đi. Lúc này là các bạn sẽ đang khởi động lại thiết bị của mình. Thì nó sẽ trả lại thông báo như thế này, thì nó sẽ tự động khởi động lại sau 1 phút nữa. Thì ok, đó là những gì mà các bạn có thể thao tác trên điện thoại để có thể kiểm tra GF07. Thì mình sẽ nhắc lại một chút là để kích hoạt tính năng làm chủ thì các bạn hãy soạn cú pháp là 000 và gửi đi. Và tiếp theo là tính năng ghi âm. Thì để kích hoạt tính năng ghi âm này á, thì các bạn hãy soạn 555 và gửi đi. Thì lúc đó nó sẽ trả về thông báo là recording is starting, nghĩa là chế độ ghi âm đã được bắt đầu. Và để kích hoạt cái tính năng tự động gọi lại khi có âm thanh quá lớn ở môi trường xung quanh thì các bạn hãy soạn 666 và gửi đi, thì nó sẽ gửi lại thông báo là các bạn đã kích hoạt tính năng thành công như thế này. Ok. Và tiếp theo là tính năng định vị. Thì để kích hoạt tính năng định vị thì các bạn hãy soạn 777 và gửi đi. Sau khi gửi đi nó sẽ trả về cho các bạn đường link. Thì các bạn chỉ cần ấn nó vào đường link này để các bạn có thể biết vị trí định vị của GF07 đang ở đâu. Nó sẽ thích hợp trong trường hợp các bạn muốn biết vị trí của xe mình này, muốn biết là GF07 có ở vị trí mà mình muốn đặt ban đầu hay không, nó có bị di chuyển hay không. Ok. Và để khởi động lại thì các bạn soạn 999 gửi đi. Và để xóa hết những cái dung lượng trong bộ nhớ mà các bạn không muốn lưu lại thì các bạn hãy soạn 445. Và để reset hết, để xóa bỏ tất cả những cái gì mà các bạn đã thiết lập cho GF07 thì các bạn hãy soạn 444 và gửi đi. Đây, thì khi các bạn soạn 444 thì nó sẽ reset tất cả, nghĩa là nó sẽ không nhận SIM trên điện thoại của các bạn làm chủ nữa. Nó sẽ reset lại tất cả. Đây, nó sẽ gửi lại thông báo này, reset này. Tất cả những cái lệnh mà bạn đã gán cho nó sẽ hủy bỏ tất cả. Và đó là tất cả những gì các bạn có thể thao tác trên GF07. Thì nó chỉ đơn giản có như thế thôi. Tuy nhiên là khi các bạn sử dụng GF07, các bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Rồi, thì đó là clip review cũng như là hướng dẫn sử dụng của mình về thiết bị định vị ghi âm từ xa GF07 này. Thì nếu như các bạn có gì thắc mắc hoặc là có gì cần hỗ trợ thì hãy comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và nếu thấy video này hay, hãy like và subscribe cho kênh Linh Kiện Store Channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.